Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của cửa hàng longmobile.com. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối Music Server Paymio với cái bộ dàn nghe nhạc. Thì các thiết bị mình sử dụng ở đây đó là cái thứ nhất là cái Music Server nhỏ gọn Paymio này. Đó. Rất là nhỏ gọn đúng không? Cho lòng bàn tay luôn. Đó. Thứ hai là cái DAC nghe nhạc NX03 này. Thứ ba là cái ổ cứng 2000 CD ổ cứng nhạc hình chất lượng cao. Tại sao mình dùng ổ cứng nhạc hình ở đây? Tại vì mình sẽ chỉ cho các bạn biết là cái sức mạnh của cái con Paymio này, nó chơi cả file Blu-ray ISO luôn. Đó. Thứ tư là cái ổ cứng 2000 CD nhạc lossless. Đây nha các bạn nhé, ổ cứng 2000 CD nhạc lossless mình ở đây nhé. Đó, thì các bạn dành ra 10 giây để like và subscribe kênh của mình trước nhé. Kênh của mình thường xuyên ra những video mới về Music Server, đang nghe nhạc và bộ lọc nguồn điện sạch. Thì trước tiên là về kết nối cái Paymio này với cái này đang nghe nhạc chứ nhé. Mình sẽ giới thiệu các kết nối ở ngay sau đây. Đó. Mình di chuyển camera. Đây các bạn có thể nhìn thấy phía sau là khu vực kết nối của nó nhé. Đó. Đây khu vực kết nối đây. Thứ nhất nha là các bạn kết nối nó với DAC trước. Thì kết nối giữa Music Server và cái DAC nghe nhạc ấy là các bạn dùng cổng kết nối USB nhé. USB bạn cắm vào cổng 2.0 như mình. Với DAC thì bạn cắm cổng 2.0 hay 3.0 là như nhau. Đó. Thế là xong phần kết nối với DAC này. Thứ hai là thiết bị lưu trữ. Thiết bị lưu trữ thì các bạn cắm cho mình vào cổng USB 3.0 nhé. Đây là ổ cứng 2000 CD nhé. Đó. Các bạn cắm vào cổng USB 3.0 này. Còn đây là ổ cứng chứa nhạc 5.1 Blu-ray ISO nhé. Đây. Blu-ray ISO các bạn cũng cắm vào cổng USB 3.0 cho mình này. Tiếp theo là các bạn cần phải cắm cổng LAN nhé. Cắm cổng LAN lần đầu tiên cho DAC nhé. À cho Music Server nhé. Lưu ý các bạn nhé là Music Server này nó có cả Wi-Fi nữa, nhưng mà để thiết lập lần đầu tiên ấy, thì các bạn phải dùng cổng LAN. Và nếu mà sau này các bạn bắt được Wi-Fi rồi thì các bạn có thể không dùng dây cũng được. Nhưng mà lời khuyên của mình dành cho những ai chơi Music Server là lên cắm cổng LAN này cho ổn định. Tại vì cổng LAN này bao giờ nó cũng ổn định hơn Wi-Fi. Các bạn có thể nhìn thấy ở các văn phòng lớn ấy, các văn phòng làm việc ấy, người ta có Wi-Fi nhưng bao giờ máy tính người ta cũng dùng cổng LAN. Tại vì người ta cần sự ổn định trong công việc. Thì cái Music Server là như thế thôi. Chơi nhạc thì cần phải sự có sự ổn định. Đó. Thế là xong nhé, các bạn nhìn kết nối đây. Đấy, đây là cắm DAC này, đây là cắm lưu trữ này, đây cắm mạng này. Cuối cùng là các bạn phải cấp nguồn cho cái Music Server Paymio này. Thì cái Paymio này dùng phiên bản Raspberry Pi 4 nhé, nên nó dùng cổng nguồn USB Type-C và để có thể sử dụng được với lại ổ cứng gắn ngoài kia thì nó dùng bộ nguồn 5V 4A nhé. Các bạn lưu ý nhé, dùng 5V 3A thì không chạy nổi đâu. Đó, đây cổng kết nối thì nó ở bên này. Đây bên. Đấy. Đó, đây là cổng nguồn nhé. Đây mình lấy nét này. Đấy các bạn nhìn nhé, cổng nguồn 5V đấy. Cắm vào là nó đã chạy luôn rồi nhé. Ok. Là bây giờ đến phần cài đặt ở trên điện thoại và máy tính bảng. Sau khi kết nối được Music Server và DAC nghe nhạc vào hệ thống rồi nhé, thì chúng ta sẽ tiến hành điều khiển cái Music Server này qua điện thoại hoặc là máy tính bảng. Như các bạn nhìn thấy trên video ấy, phía bên tay phải mình là giao diện nó hiển thị trên máy tính bảng iPad nhé. Phía bên tay trái mình là giao diện hiển thị trên điện thoại. Thì cái máy tính bảng iPad này thì nó hơi to, cầm nó hơi mở tay lên, là mình sẽ demo khả năng điều khiển qua điện thoại cho các bạn nhé. Đó. Thì để vào được cái giao diện điều khiển trên điện thoại đây này, thì các bạn phải biết được địa chỉ IP của nó, và mình đã hướng dẫn các bạn tìm trong một cái video khác rồi. Thì khi nào các bạn mua Music Server của mình ấy mà không làm được, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết hơn. Thì thứ nhất thì mình giới thiệu sơ qua về cái giao diện của cái giao diện điều khiển nhé. Chúng ta sẽ thấy bốn vùng ở đây. Các bạn nhìn thấy trên này có ba cái mục không? Nút nhạc này, nút tròn tròn này và nút danh sách này nhé. Phía dưới này, phía dưới chúng ta có biểu tượng loa này, biểu tượng tăng giảm âm lượng này, nút điều chỉnh play stop và nút cài đặt hình bánh răng nhé.
Thì để điều khiển được cái music server đấy thì đầu tiên các bạn vào bánh răng của mình. Đấy, mục sau này nhé là nguồn nhạc ấy. Các bạn khi gắn ổ cứng vào nhé, các bạn phải ấn update này để nó quét hết nhạc trong ổ cứng nhé. Đây là mình đã ấn update rồi nên nó đã quét nhạc ra hiển thị thông số như bên trên rồi nhé. Đó, đó là phần đầu tiên của cài đặt, đó là cập nhật kho nhạc. Đó. Tiếp theo phần thứ hai, phần playback option này là phần lựa chọn đầu ra của âm thanh. Thì nếu mà các bạn có sử dụng DAC nghe nhạc bên ngoài ấy, thì các bạn sẽ sử dụng khi cắm vào nó sẽ nhận ra như trên video các bạn thấy USB 2.0 device ấy chứ. Còn nếu mà các bạn nghe nhạc trực tiếp từ music server ra thì các bạn sẽ chọn phần audio jack kia. Đó. Thì sẽ chơi nhạc trực tiếp từ music server. Đó. Phần thứ ba này phần appearance này là cái phần giao diện thôi. Phần network là mạng này. Phần thứ năm system là điều chỉnh một số cái thông số về hệ thống, plugin là những cái add-on cài thêm vào. Đó thì mình giới thiệu qua phần network nhé. Trên này nó sẽ hiển thị địa chỉ IP của cái music server nhé. Thì ở đây là mình đang sử dụng mạng wifi đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy địa chỉ IP đó là 192.168.1.96 đúng không? Đó. Bên thì mình đang để chế độ IP tự động, chưa đặt IP tĩnh nhé. Đấy, đây là các mạng wifi nó quét ra này. Đó. Tiếp theo phần mình vào phần system cho bạn xem. System này là phần cài đặt như kiểu tên của cái music server này là gì. Với lại một số cái tính năng cập nhật phiên bản mới này. Các bạn lưu ý nhé là bạn không nên ấn vào phần delete, không nên ấn vào cái phần delete và factory reset này. Nó sẽ làm mất cấu hình của music server và trong một vài trường hợp các bạn ấn vào những cái trường này là các bạn sẽ xóa hết sạch dữ liệu trong music server và bạn phải cài lại từ đầu hết đấy. Đó, ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi nhạc cơ bản nhé. Thì trước tiên này để chơi nhạc các bạn ấn vào phần phần nốt nhạc này nhé. Đây các bạn ấn vào Music Library này, cổng USB này. Tại vì mình đang gắn ổ cứng ngoài bằng cổng USB mà. Này, ấn này, ấn vào một trung tâm nhạc để xem nó hiển thị như nào nhé. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là các âm bum nhạc nó hiển thị bìa rất là đẹp đúng không? Đó. Đây là vào trong chế độ hiển thị khác này, này album này, danh sách này. Nó và khi vào mình vào một album nó nhìn sẽ hiển thị như này. Đó. Các bạn nhìn nhé, bây giờ mình sẽ thử bật một bài nhé. Đó. Đấy nó đã bật chơi nhạc ấy. Các bạn nhìn thấy trên nó báo lỗi gì đây? À không không. Nó thông báo chút thôi. Các bạn nhìn thấy trên music trên DAC nó đang hiển thị 44.1 kHz kia. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho bạn thử một album nhạc khác nhé. Đợi chút, nó đang load lại nhạc. Mình sẽ thử một cái bản nhạc khác cho bạn xem nhé, nhạc DSD này. Các bạn nhìn chú ý trên cái DAC thì nó thay đổi nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Trên DAC nó thay đổi kìa. DSD 5.66 MHz này. Các bạn nhìn trên thông tin nhạc ở trên music server này nhé. 5.64 MHz một bit nó đã đổi sang nhạc DSD, điều chứng tỏ là cái music server và cái DAC kia đã kết nối được với nhau. Nó và mình sẽ minh chứng cho bạn biết là nhạc Việt Nam, lô lét Việt Nam nó chất lượng kém hơn nhạc bản quyền mua từ iTunes và nhạc DSD nó như thế nào. Đầu tiên là các bạn đây vẫn vào trang nhạc đây, chọn một bài nhạc Việt Nam bất kỳ nhé, ví dụ như chọn của trung tâm Thúy Nga chẳng hạn này. Đó. Nó hiện lên bìa album rất là đẹp đúng không các bạn. Đó. Ngọc Hà này. Đó. Các bạn nhìn thông số bản nhạc nhé. Đó, mình đây các bạn nhìn thông số bản nhạc trên trên gì nhỉ? Trên volume nó đang hiện là 44.1 kHz 24 bit đúng không? Các bạn nhìn trên DAC kìa. DAC cũng 44.1 kHz, có là tần số lấy mẫu là 44.1 kHz. Đây là với nhạc CD chất lượng bình thường. Đó, còn nếu mà chúng ta chuyển sang nhạc chất lượng cao trả bằng tiền mua từ iTunes chẳng hạn nhạc mua từ iTunes nhé. Trong này mình có sẵn một cái album, hai album, một album Michael Jackson và một album của Modern Talking.
Đây, ví dụ như cái tool này, mua đồng thoát kinh này. Đây, hai mua mình mua bằng tiền. Đó. Khi bật lên này, các bạn nhìn thông số bảng nhạc nha. Các bạn nhìn thông số bảng nhạc kìa. 44.1 kHz 24 bit. Đó, cao hơn đúng không? Nhạc mua bằng tiền thì bao giờ chất lượng vẫn cao hơn, tại vì cái chất lượng của cái nhạc từ các trang nghe nhạc nổi tiếng như iTunes này, Spotify, Tidal ấy, nó là chất lượng file nhạc phòng thu rồi. Nó không phải là nhạc zip từ CD như nhạc Việt Nam, nên chất lượng nó sẽ cao hơn. Hoặc như là một minh chứng nữa cho bạn biết này, đó là khả năng chơi nhạc DSD tuyệt vời của những cái DAC mà hỗ trợ chơi nhạc DSD này. Những cái nhạc DSD này chất lượng còn cao hơn nữa của cái cao hơn cái nhạc 32 bit vừa rồi. Đây ví dụ DSD nhà Việt Nam đây mình sưu tầm được đa số là DSD 128 thôi. Còn có cả nhạc DSD 256 nữa. Ví dụ như ngàn thu ao tím 24 bit này. Xem cái này thông số nhạc là bao nhiêu nhá. Cái này nhạc 192 kHz 32 bit, nói chung là nó khá là cao. Các bạn nhìn trên thông số trên cái DAC kìa. 192 Hz. 192 kHz, đó, rất là cao đúng không? Đó, trên volume nó hiện cũng rất là đúng. Và còn nhạc cao hơn nữa ở đây. Ví dụ như nhạc lời dòng sông DSD 128 này nhé. Tình sầu thu phương này. Đó. Các bạn nhìn thông số pha nhạc nha. 5.64 MHz. DSD 128 có nghĩa tần số lấy mẫu gấp 128 lần CD. Các bạn có thể lấy 44.1 kHz nhân với lại 128 là nó ra 5.66 MHz kìa. Đó, MHz là viết tắt. Đó, nhìn DAC nó hiển thị đúng như các bạn. Đó, cái video này mình không để âm thanh lên nhé, tại vì nếu mà để âm thanh lên là YouTube người ta sẽ xóa bản quyền và không nghe thấy lời mình nói luôn. Đó, đây là nhạc DSD 128. Nếu để tăng giảm âm lượng thì các bạn lưu ý nhé, là cái phần tăng giảm âm lượng này, nếu mà các bạn dùng nghe nhạc trực tiếp từ volume nghe nhạc trực tiếp từ music server thì cái phần tăng giảm âm lượng này nó sẽ chỉnh được. Còn nếu mà bạn đưa ra ngoài giải mã ấy, có nghĩa là tất cả các tín hiệu nhạc đưa ra bên ngoài giải mã rồi thì cái tăng giảm âm lượng này nó sẽ không làm được. Đó. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với các bạn một vài cái plugin hữu ích trên cái music server volume này nhé. Đây là mình đẩy dịch ghế ra này. Đó, đầu tiên các bạn vào phần cái bánh răng này cho mình, ấn vào plugin nhé. Thì ở đây mình đã cài sẵn các plugin hữu ích rồi. Thứ nhất là cái phần plugin last.m này, là plugin tự động tìm thông tin ca sĩ cho những cái album nhạc có trong cái ổ cứng. Cái plugin thứ hai là plugin YouTube nhé. Cái này cực kỳ quan trọng để các bạn chơi nhạc YouTube trực tiếp từ music server này. Plugin thứ ba là backup and restore data, đó là plugin ghi lại một cái bản cứu hộ khi nào mà các bạn gặp vấn đề gì đó với cái music server mà nó không hoạt động được ấy, thì các bạn có thể tiến hành restore, khôi phục lại cài đặt ban đầu. Thì trước tiên là mình giới thiệu các bạn cái plugin YouTube cho nhé. Đây là cái plugin mà rất là nhiều người thấy thích và thú vị, nó làm cho cái music server nó trở nên có giá trị tuyệt vời hơn. Đó, các bạn chơi nhạc trực tiếp trên YouTube điều khiển qua điện thoại. Đó, đây là giao diện chính của cái plugin YouTube nhé. Và các bạn có thể xây dựng một playlist cho mình ngay trên YouTube. Thì khi bạn ấn thích bài hát nào thì trên volume nó sẽ tự động hiện cái bài hát đó luôn. Đây là những album mà mình thích, mình đã lưu ở đây. Các bạn chỉ ấn vào chơi thôi. Đó. Chỉ ấn vào chơi thôi là nó sẽ tự động đẩy nhạc sang music server luôn. Đấy, các bạn nhìn đấy. Đây. Đó, đây là bài Sugar của Maroon 5. Đó. Nhạc YouTube bây giờ cũng rất là chất lượng, nhạc 44.1 kHz và 24 bit. Còn nhạc Việt Nam thì đa số là 16 bit thôi nhé. Đó, các bạn nhìn thấy nó chơi rất là tuyệt vời đúng không? Đó. Dark House của Katy Perry chẳng hạn. Nghe nhạc YouTube thì nó là kho nhạc miễn phí tốt nhất trên thế giới rồi. Bây giờ không có trang nào mà nghe nhạc miễn phí hay hơn ở YouTube rồi cả. Đó. Rồi nó đang bật bài chiếc lâu cuối cùng này. Đó. Katy Perry, Dark House. Đó. Các bạn nhìn đây, bài Dark House.
Đó, thì chơi nhạc YouTube này tiện lắm, bạn thích ca sĩ nào bạn cứ đánh lên, hoặc thích bài hát là bạn đánh lên, như mình phải đánh Quang Lập nhé. Quang Lập nghe cũng rất hay. Đấy, các bạn nhìn chưa? Tất cả các bài hát của Quang Lập đều hiện lên đây hết. Bài Đắp Mục Một Tình này Quang Lập hát rất là hay, mình rất là thích này. Đó, cứ ấn vào play là chơi thôi. Các bạn nhìn chưa? Đó, sao lại đổi sang bài trước là cuối cùng nhỉ? À đây. Các bạn clear hết nhạc đây nhé. Đây, clear bài này đi này. Đó, đây là danh sách những cái bài mà nó đang chơi theo thứ tự. Danh sách này càng nhiều thì nó sẽ tuần tự từ trên xuống dưới này hết. Đó, đây Maroon 5 này. Đó, danh sách bài hát này. Đó, Quang Lập này. Đó. Đó, Đắp Mục Của Tình, các bạn thấy chưa? Nó đây là tính plugin YouTube, nó rất là quan trọng. Và mình cũng đã có một video riêng để cài đặt cấu hình của plugin này rồi, các bạn có thể tìm trong phần mô tả giúp mình. Mình có đặt link video hướng dẫn cái plugin YouTube này. Stop nha. Tiếp theo plugin mình giới thiệu plugin YouTube rồi nhỉ. Bây giờ mình giới thiệu plugin Last.fm nhé. Thì cái plugin Last.fm này này, nó khi các bạn ấn vào phần Artist này, nó sẽ hiển thị ra toàn bộ ảnh các ca sĩ mà nó thu thập được. Nhưng các bạn lưu ý nhé, là tên tên phải đặt theo chuẩn và chính xác thì nó mới hiện ra, nó mới tìm được. Còn những một số cái bài nhạc thì tên ca sĩ, cái phần tag của nó ấy, đặt không chuẩn nên là nó không tìm ra ảnh. Đây mình lấy ví dụ cho một vài ca sĩ mà tên chuẩn này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Ánh Minh này. Đấy, Anh Khoa này. Đây, thông tin lấy trực tiếp từ last.fm nhé. Cái thông báo màu đỏ này nó thông báo các bạn là hãy làm sạch lại tag. Tag là tên thông thông tin trong bài nhạc ấy, đó. Và theo chuẩn của ID3 thì nó mới tìm được tên ca sĩ và nó lấy ảnh tên ca sĩ cho vào đây. Đó. Cái này thì nhạc quốc tế người ta làm rất chuẩn nhưng mà nhạc Việt Nam làm không chuẩn lắm. Nên là nó sẽ có nhiều tên bằng kiểu này, chẳng hạn bạn thấy không? Tên nó viết tiếng Việt nhưng mà cái phần mềm lát.m nó vẫn tìm ra. Đó. Nhưng mà nhiều người nó lại phân biệt cả viết hoa viết thường nữa. Đây dưới lại bằng kiểu không dấu đây, nhìn chưa? Đó. Khi các bạn cài plugin last.fm này ra thì nó mới hiện ảnh ca sĩ đẹp như này. Đó. Các bài hát nước ngoài các bạn nhìn thấy nó để tên rất là chuẩn nên là lên ca sĩ nước ngoài rất là nhìn rất là thích luôn. Chế Linh này không dấu viết hoa hết nhé, tí lại Chế Linh viết thường rất là nhiều. Đây, Chế Linh viết không dấu này nó không hiện ảnh. Còn những ca sĩ mà nước ngoài các bạn nhìn thấy tên nó rất là chuẩn, tại vì cái nhạc nước ngoài người ta làm rất là chuẩn, chuẩn từ chất lượng cho đến thông tin bài hát, album, ngày xuất hành, ngày đơn vị phát hành, các thứ rất là đầy đủ thông tin. Nhưng mà nhạc Việt Nam thì không được như vậy. Đan Nguyên này, Diễm Liên này, và khi mà chúng ta ấn vào đây nhé là nó sẽ ra các album của Đan Nguyên này, ví dụ như album Sài Gòn Kỷ Niệm này. Đó. Thật ra Đan Nguyên trong này có rất nhiều nhưng mà vì nó chưa quét được hết, mình đang để chế độ chưa, nó chưa quét được hết nên nó không hiện lên đầy đủ. Rồi. À, lại nha. À, tí này. Đấy. Đặng Thế Luân, Diễm Liên rất là nhiều. Đấy. Duy Quang. Nói chung là cái về cái phần album này thì cần thiết là những người viết nhạc nó phải là những người có tâm, đầy đủ thông tin thì nó mới hiện ra được chọn một danh sách các bài hát của các ca sĩ đó. Đó, đây những cái bài hát cùng album này. Đó. Ok, đó là cái plugin last.fm là đây này. Đấy. Đó. Ngoài ra nó còn rất nhiều các plugin hay ho khác nhưng mà mình cũng chưa chưa cài ra, tại vì là nếu mà cài nhiều quá nó cũng không tự sử dụng hết đấy. Chỉ cài những plugin cơ bản thôi. Trên cái volume trên cái music và PMU nhé, các bạn có thể cài cái phần mềm Equalize để chỉnh nhạc. Nó có nhiều lắm, nhiều rất là nhiều plugin hay ho trong này đấy, các bạn cứ vào phần plugin này để khám phá nhé. Đó. Đây nó chia ra từng khu vực này, System Tools này. Đấy. Rất là nhiều. Đấy. Các service nhạc này, Spotify này. Đấy. Ấn nhanh quá nó toàn mất.
audio interface này. Thế các bạn nhìn thấy chưa, volume mirror simple equalize. Đó, cài cái trên này ra thì các bạn phải chỉnh equalize cho cái nhạc phát ra từ volume mirror. Đó, thì đây là cái video hướng dẫn sử dụng Music Server PIMIO và PIMIO Advan 2020 tại cả lomovie.com. Thì các bạn có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình theo số hotline trên video, hoặc là đặt hàng theo cái link ở trong phần mô tả nhé. Mình có link sen đỏ Shopee Lazada. Và các bạn lưu ý giúp mình nha, là Lazada và Shopee là không cho mở hàng ra kiểm tra. Còn sen đỏ thì cho mở hàng ra kiểm tra nhưng không được cắm thử. Đây là quy định chung của các sàn rồi. Đó, thì các bạn có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ với mình, hoặc là đặt qua sàn đều ok hết. Đó. Thì các bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Kênh của mình thường xuyên ra những video mới về Music Server, đắc nghe nhạc và bộ lọc nguồn điện sạch. Đó. Thì một lần nữa xin cảm ơn các bạn và hy vọng các bạn thích kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.